tụi mình thức sớm, các bạn chuẩn bị đi mua chút xíu đồ ha. Mình định đi mua cái robot hút bụi ha, à cái máy hút bụi tự động á các bạn, để cho nó chạy chạy vòng vòng trong nhà cho sạch ha. Tại giờ mình có con mèo á, nó cũng hơi bị rụng lông á. Với lại đi mua cho Alex một cái chơi bóng rổ á. Trời ơi, ảnh dặn người mua là máy bóng rày bên người lễ, với lại cuối tuần người ta đâu có mở đâu. Dặn á, sáng này đi học còn dặn nữa. Tội lắm. Bánh tét các bạn. Hôm qua mình mới mua của cô người Việt Nam gần chỗ mình bán. Ngon lắm. Nên sáng nay hai đứa mình ăn bánh tét. Ăn bánh tét không? Nè các bạn, cái đầu bánh tét nó to ha. Huyền với anh Hùng chắc người đứa hai khoanh là nó no cành hông luôn rồi. Ăn đi anh. Cũng được bộ. Tụi Huyền vô kiếm mua bóng rổ cho Alex. Cái đó để làm gì? À bóng rổ hả? À. Từng ghê không? Đó, ông chơi cái này đúng rồi nè. Máy nè. Dạ. Tìm cái để thảy vô lỗ nữa chứ, tìm cái để thảy vô lỗ cho nó nữa. Màu màu đây đẹp ha, màu đó cũng đẹp á, màu đẹp nè ha, trái như vậy trăm rưỡi luôn rồi đó. Màu đó đây đẹp á, về về ổng cái thảy chưa biết thảy về đâu, cái thảy nhiều banh lắm nè. Mấy trái kia thì nó hơi nặng ha, mình mua trái nhẹ cho ổng. Hôm nay tụi Huyền sẽ mua hoa nữa các bạn, nó giảm 30% ha. Tụi Huyền mua cái cây này nè, đó đẹp chưa. Với lại mua cái này để em canh coi cái nào đẹp nữa mua, coi vô chổng lựa đi đó. Đang giảm 30% Huyền hốt các bạn. Huyền mua mấy cái chậu treo các bạn, cái này cũng đẹp nè, hay là hoa tím đậm. Tự nhiên năm nay thích màu tím lạ vậy đó, rồi quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Đều trên dưới nè. Hai cái dưới, hai cái trên hả? Tụi Huyền mua hai xe luôn ha. Trời ơi, thấy, thấy rẻ ham các bạn, hốt quá trời luôn, tốn tiền nữa rồi. Đó. Tụi Huyền mua hai cái chậu này treo nè ha. Quay sơ sơ các bạn coi, hồi về nhà Huyền bỏ ra. Đó, với lại mua một cái cây này các bạn. Cây mấy tầng luôn á, trồng làm kiểng ha. Đó thì Hường mua nhiêu đây? Hường mua được cái chậu hoa màu tím này dễ thương ác nè, để treo á các bạn, treo lủng lẳng nè. Anh Hùng ảnh đi về anh lấy cái đồ kéo rồi, tại vì mới nãy Huyền định mua Huyền bỏ vô trong xe, nhưng mà thấy mua nhiều quá phải có cái đồ kéo mới chở về được các bạn. Tới chưa đây? Tới rồi. Này để đại luôn ha, để nằm xuống rồi nó. Để nằm xuống không sao. Đó, mình mua được cái cây gì đó. Để đại cho nó nằm ở trên đó luôn đi. Mình chạy sát bên gần mà chắc không sao đâu. Dạ. Mấy cây đó cứng mà. Đó. Tụi Huyền về tới nhà rồi nè. Bây giờ mấy cái chậu đó thì để em lên trên em trồng. Chứ phải trồng ở dưới hả? Giờ bưng lên hả? Dạ, cái đó em trồng hai cái ở trên mà. Nè các bạn, Huyền mua được mấy cái chậu treo nè. Anh Hùng mua hai cái cây tròn này nữa, Huyền trồng trên đá ha. Dạ, cái đó thì cái cây đó mẫu đơn cái gì nữa các bạn. Hai cái này thì để coi Huyền treo ở trên hay treo ở dưới đây. Đó. Anh Hùng chuẩn bị gắn cái đồ cho Alex chơi bóng rổ các bạn. Hổng rày Alex nó đòi mua. Không đo nữa. Không đo coi nó nằm trên giữa không. Hôm trời Alex nó đòi mua, nó thích cái đó lắm. Cho nên là Huyền hôm nay sáng hai đứa chạy đi mua. Mà mua sao xui các bạn, nó có cái vòng nữa không, nó không có cái lưới, ảnh mới đi đổi về á. Cái này có cái lưới nè. Hôm qua hôm kia thì lễ người ta không có mở ha. Anh rồi anh đổi như vậy á, rồi nó nói ủa sao ngộ không, mấy cái kia có mà cái của mình không có lưới hả? Ừ, có cái đây không có. Xui gì đâu à,
nó nằm sao ta, nằm dậy như thế. Dạ nằm vậy dựng lên á. Nằm dậy như thế. Này. Đúng. Phải không? Nằm xuống vậy hả? Ủa có cần em đứng bên em vịn cho anh không? Em ra ha. Giờ. Ờ, Alex giờ lớn rồi thích chơi mấy cái này nè. Kêu mua gì đâu mà ngày đêm luôn, anh cứ nhắc hoài. Ừ. Bây giờ cao quá, nhỏ thảy tới không à ông? Đó. Chờ nó ra. Dạ. Đó, vô đó. Trời nó thích chơi cái đó. Ui. Vui lắm. Chưa. Ừ. Chứ cũng chơi. Ừ, về anh mừng lắm luôn nè. Nè anh Hùng rước nó về để coi coi nó làm sao nha. Thích không Alex? Quá trời thích luôn. Vậy đó hả? Quá trời thích luôn hả? Mama giữ lời hứa con thấy không? Hứa với con tối này sáng này mua liền nè. Mình sẽ hỏi nữa đó. Vậy đó hả? Trời ơi. Thấy như mừng quá trời. Vậy sao? Chưa kịp đậu xe là nó chạy ra này. Rồi, xém vô, xém vô. Mê lắm kìa. Liện gán vô coi. Nghi chắc vô đầu quá à. À, giỏi chưa? Ồ, cũng xém chứ bộ. Huyền đem mấy cái này trồng ở ban công rồi các bạn xuống để Huyền trồng mấy cái hoa sống đời vô ha. Trồng như năm rồi á. Cái hoa sống đời này á, Huyền trồng ha là xài cho đến mùa thu luôn. Nó mới tàn á các bạn, cho nên Huyền thích lắm. Hôm nay Huyền mua hoa ha, anh Hùng thì anh thích màu trắng, Huyền thích màu mè các bạn, cho nên là trộn vô. Trong chậu gì thì nó có 3 cây các bạn. Đó. Tách ra ha. Đó, cái này nó dễ sống lắm. Ghen màu nó vô. Đây màu trắng. Xen kẽ màu cho nó đẹp. Rồi hôm nay trên nhà mình cũng có hai chậu bông nữa ha. Chứ trên đó mấy bữa này thấy nó hơi trống. Trời, hôm nay giảm 30% các bạn. Vô chung mánh. Quá trời hốt, chung mánh. Chung mánh rồi. Tốn tiền nữa, cái gì ham rẻ là tốn tiền rồi các bạn ơi. Mấy cái bông này khoái một cái là nó sống dài. Ngon. Ừ. Nó sống cho đến hết mùa luôn á. Ừ. Thích gì á, nữa nó nở bông ra nhiều lắm luôn. Cái này còn dư cây. Chứ trồng đặc quá nó cũng không có đẹp, nó không có chỗ lớn á. Không, anh thấy vậy là được rồi đó. Dạ. Trồng nhiều quá, nó không có chỗ nó lớn. Thật ra mấy cái bông này nó chưa nở hết mà. Đúng rồi, nó chưa có nở. Em cuối tuần em cũng mua búp á chứ. Ừ. Từ từ cho nó nở. Rồi. Thêm một chậu là hai. Ừ. Tới mình sẽ sang mấy cái chậu này nữa. Mình phái nhất mấy cây này nè ha. Chừng nó lớn là mình sẽ tỉa. Nó là tầng giống như tầng mây vậy đó, đẹp lắm. À, đây nè. Anh khiêng cái chậu này qua kia đi, chống chỗ cho em làm. Ừ. Mới mua hai cái chậu treo các bạn. Cái chậu này nó bằng nhựa nó xấu quá. Hôm bữa mình có mua hai cái này nè. Ừ. Sang qua cho nó đẹp. Ok, anh khiêng này ra đi. Ồ đẹp quá đó. Dạ. Này được hai chậu á. Để em sửa lại. Năm nay tự nhiên thích màu tím, thích
Nè, ha, mùa này treo treo trước cửa rồi nó đẹp. Thì mấy người nuôi người ta thích treo á. Dạ. Cho nên người ta làm mấy cái chậu này thì bán cũng được nhiều lắm. Đem sửa lại cho nó đều, có vài bữa nó ra xum xê lắm, nó ra bự lắm. Hồi nãy còn dư một cái hoa sống đời màu trắng ha các bạn, còn dư một cây ở ngoài á, cái Huyền cho nó vô chậu ra luôn cho nó đặt lại nè. Tại nãy thấy nó hơi thưa thưa á. Đây, quay sát cho các bạn coi hoa này tên gì Huyền cũng không biết nữa, hồi nãy không để ý tên trong giấy ha. Cái này là Huyền mua trong một chậu một á các bạn. Nó có 3 cây à, nó màu vàng nè, rồi nó màu vàng mà ở trong nhụy của nó gì nè. Ha, rồi ở bên đây á thì nó màu tím, tím đậm như thế này nè. Đó. Thì cái hoa này nó cũng mau tàn lắm, nhưng mà nó cũng ra hoa nhiều lắm các bạn. Huyền thấy chỗ này trống trống, Huyền còn cái hoa sống đời Huyền nhét nó vô luôn. Chưa cắt hiệu, cắt mạc nữa nè. Để cho người ta biết đồ mới ha. Đó, ra đây ngắm thành quả của mình coi. Còn mấy cái hoa kia cũng phải đợi đá về Huyền mới tính nữa các bạn. Lúc này hoa cỏ đầy nhà nha. Hôm nay tụi Huyền hoàn thành được mấy cái chậu hoa ở đây ha. Đó. Xong rồi nữa Huyền đem chậu dâu ra đây. Còn mấy là khoan thêm để hai chậu dâu ha. Đẹp chưa? Có màu xanh thấy mùa hè rồi ha. Cho em uống nước. Huyền thích cái loại hoa này lắm. Tại vì mình xài nó lâu quá, với lại nó đẹp nữa. Khi mà nó nở ra nó đẹp dễ sợ các bạn. Sau hôm nay thì Huyền mua mấy cái loại này Huyền chen với nhau ha. Trồng một màu thì thấy nó không có được đẹp lắm. Thấy chen cho đủ màu cho nhìn nên nó tươi mới. Đó. Ở trên cái chậu hoa màu tím liệm tìm sim. Nếu muốn chơi lâu á thì trồng mấy cái loại này. Dạ đúng rồi. Đây nè. Tới tháng 11 luôn đó. Huyền quay cái này hơi nghịch nắng. Các bạn thấy nửa ha, cái này là nó tùm lum ra luôn nha các bạn. Bự lắm. Ok. À, sẵn Huyền quay cho các bạn xem nè. Cái cây đào này của Huyền á các bạn. Trời ơi, nó nở hoa nè, nó đẹp quá chừng luôn. Mà cây này là nó có trái ăn nữa nha, có hoa ngắm rồi có trái ăn nữa các bạn. Anh thấy cây đào của mình chưa? Chưa. Nè, anh lên anh coi cái hoa nó quá chừng luôn. Đây nè các bạn. Zoom lại gần cho các bạn coi nghe. Đó, bông nó thiệt là đẹp luôn á, dễ thương lắm. Đó. Đó, quay gần cho các bạn coi nè. Cưng ác không? Hồi năm rồi tụi Huyền cũng thu hoạch được vài ba trái các bạn. Đó, năm nay thì cũng hy vọng có trái cho mình ăn ha. Đẹp ha. Đó thì Huyền hôm nay hoàn thành được chút xíu nữa rồi. Hả? Anh chú banh cưng. À, anh Hùng anh thích mấy cái trái tròn tròn vậy lắm các bạn. Anh thích trồng á. Mình sẽ trồng trên mấy cái đá của mình ha. Ừ. Để Huyền khoan đã, để Huyền cho các bạn coi cái tác phẩm này. Đây các bạn ơi. Cười xỉu luôn á nha. Huyền thấy ổng làm xong rồi Huyền cười xỉu luôn coi nè. Trời ơi, không biết lụm nhổ đâu cái cây á các bạn, cái về cái làm cái này giống như cây dù vậy trời ơi. Nghệ... Chơi nắng chơi mưa. Nghệ nhân gì mà làm thấy gớm không các bạn coi nè. Nghệ nhân mới vô nghề. Cái cây nó mọc ở bên hông nhà Huyền á, ổng lấy nhổ vô ổng làm nè trời. Huyền nhận ra Huyền thấy nó ra coi anh làm là đẹp lắm trời, Huyền cười muốn xỉu luôn nha. Tự gì mình phải muốn nó đẹp nó mình phải đầu tư cái chậu sành á. Bonsai, thôi đi em thấy cơ bộ là cái này coi như là xong rồi đó. Hình như anh có thù với nghệ thuật cái gì. Các bạn biết không, bây giờ cái cây nào ổng cũng quấn hết trơn á. Đó, ổng đòi quấn cây này nữa, Huyền la Huyền cho đó. Còn cái cây hoa trắng trên kia ổng quấn thằng nhỏ thấy tội nghiệp luôn các bạn. Huyền lên Huyền cho các bạn coi luôn nha. Quấn gì đâu mà từ đầu đến đít luôn á, bó tay thiệt chứ. Đây nè, các bạn thấy ổng quấn không? Mà cái này Huyền sửa lại là coi được rồi đó nha. Chứ ông quấn hôm bữa ông chỉa ra giống như là con bạch tuộc, ông chỉa. Nó cũng xanh lại rồi nè. Dạ đúng rồi. Ừ. Vườn của Huyền là bây giờ chỉ chờ cho nắng ấm rồi đem rau ra trồng thôi các bạn, để cho nó xanh nó đẹp thôi à. Ừ. Một lan cũng sắp nở rồi đây. Đó.
Dạ. Ồ. Cây này mà 3-4 năm sau nó bự đẹp lắm. Dạ đúng rồi. Em thích, em mê cái cây này hồi đó đến giờ luôn á. Ở ngoài kia nó còn giảm giá nhiều các bạn. Bây giờ Huyền đang nhìn coi nhà còn thiếu gì ra mua. Các bạn mua nào hết tiền thôi. Thiếu hết tiền rồi hết mua vậy thiếu đó. Thiếu, nhưng thiếu tiền thôi. Thiếu tiền. Thiếu tiền lúc, cả. Bông thì lúc nào cũng còn chỗ trồng mà tiền thì thiếu thôi. Đó. Trời ơi, sao mà tự nhiên Huyền mê bông hê, mê hoa quá chừng luôn à. Mình không thích bông. Mình chỉ thích cây cảnh nè. Mình là cây cảnh là hết hết chỗ trồng rồi. Ừ. Còn thêm một cây kia nữa. Dạ. Bây giờ chỉ còn thiếu hoa thôi ha. Hoa, đó. Hoa. Này phải có bông hoa mới có màu sắc chứ. À. Mới một năm mà nó lớn vậy nè. À. Ăn mình gieo đó, anh gieo nè. Ừ. Cái táo này ăn cái tụi Huyền để hộp lại nè các bạn. Táo này ngon dữ lắm luôn. Ừ. Ôi trời ơi, mà lên cái dáng cũng đẹp lắm nha. Đẹp, đẹp chứ. Tụi Huyền đang dưỡng nó đó các bạn. Ừ. Khoảng 3-4 năm sau là có trái đó ha. Ừ. Cái táo này thì ngon. Ha. Dán giữ 1.5 thước thôi. Ok. Bắt đầu mình tỉa nó ra chiếu xuống vậy nè. Dạ. Hôm nay bên Huyền nó mọc cũng y chang mình thích đó em, 4 cây này ra vậy nè. Ừ. Nay bên Huyền hồi sáng thì âm u nhưng mà chiều nắng các bạn. Vậy vậy mà mấy người làng xóm đó, người ta đi ngang qua đây người ta thấy cây rồi nè. À. Ai cũng vô coi hỏi ủ cây gì mà đẹp. Cái này là mình để trong nhà các bạn ha thì đẹp xài bền lắm, còn tại cái này Huyền để ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài tuyết rồi nè. Cho nên là nó mau cũ bằng vải mà các bạn. Đó thì bây giờ moi ra để mà trồng cái cây này xuống nè. Hồi sáng tôi Huyền mua cái cây này cũng được rẻ các bạn. Ở trong mấy tiệm kia là bán 1.000 mấy một cây không. Ồ sáng này Huyền mua mấy trăm đồng à. Rẻ. Cái cây này đáng lẽ người ta trồng ở phía trước nó cũng đẹp ha. Nhưng mà thôi Huyền trồng ở trong đây cảnh nó cũng đẹp nè. Vô hình thì nhìn nó cũng còn đẹp quá anh. Cái cây hoa này nè. Nhưng mà thôi đi. Gặp mua cái cây này rồi phải có chỗ cho nó trồng xuống chứ. Để Huyền giúp anh Hùng nhổ lên. Đó. Được 7 tầng nha các bạn. Từ từ nó lớn lên. 9 tầng mây ha. 7 tầng được rồi. Đó. Okay. Đẹp chứ bộ. Thấy vậy nha, sân vườn cũng ngay đầu lắm thôi các bạn. Huyền thấy làm vườn ở đây tốn tiền các bạn, tiền cây nó mắc quá. Tại vì không phải là mình muốn trồng cái gì cũng trồng, nhưng mà cũng tùy theo loại bông, loại cây mình trồng ở vị trí nào ha. Đúng rồi. Thì thôi, hôm nay gia đình nhỏ tạm biệt các bạn tại đây. Ha, tạm biệt đi Doanh đi. Tạm biệt các bạn nha. Hôm nay tụi Huyền làm tới đây thôi ha. Mai mốt rồi tụi Huyền sẽ trồng tiếp đó các bạn.